Rồi, lúc nãy cái máy bé nó đã hết pin và mình quay lại cái điện thoại ha. Đây là cái tuyến số 1 đây. Tuyến số 1 của mình sơ đồ đây. Sơ đồ tuyến số 1 đường sông. Lộ trình số 1 là bến đón khách ha. Bến Bạch Đằng thì mình đang ở đây. Xong rồi bến Thủ Thiêm. Rồi mình tới cầu Thủ qua cầu Thủ Thiêm mình đến bến số 2. Không, bến số 2 là bến Thủ Thiêm, bến số 3 là bến Sài Gòn Pier. Bến số 4 là bến Bình An, số 5 là số 4 Bình An. Bến Tân Cảng qua cầu Sài Gòn tới số 6. Số 6 là bến Thảo Điền. Cái bến số 5 chính là cái bến Tân Cảng á. Bến thứ 6 là bến Thảo Điền. Chúng ta qua cầu Kinh, chúng ta đến cái số 7 là bến Tầm Phu. Bến số 8 là bến Thanh Đa. Bến số 9 là bến Bình Triệu. Số 10 là bến huyện Bình Chánh. Và số 11 là bến Linh Đông Station. Bến Trường Thọ là nó sẽ qua một cái khu vực khác rồi. Và bây giờ cái tuyến của mình nó sẽ đi từ số 1 cho tới số 11 ha. Là tuyến số 1. Đây là lịch trình của tàu chạy. Tàu chạy ha. Linh Đông, tuyến tàu buýt số 1, số 3 cờ hiệu Linh Đông, số 11 khởi hành. Giờ khởi hành và giờ giờ khởi hành. Không có thấy ghi giờ kết thúc, chỉ có ghi giờ khởi hành thôi. 6:30 là chuyến đầu tiên. Và cái chuyến cuối cùng á là 4 giờ là chuyến cuối cùng ha. Linh Đông 1 2 3 4 5 6 chuyến. Hiệp Phước, Hiệp Bình Chánh số 10. Đi Thanh Đa là số 8. Huyện Bình Chánh là 6:41, Thanh Đa là 6:51, Bình An là 7:04. Cách nhau tầm khoảng 10 tới 15 phút. Từ Bạch Đằng đi Linh Đông. Đây, từ Bạch Đằng đi Linh Đông đây. Lúc nãy là chuyến về, là chuyến đi nè. Từ Bạch Đằng đi Linh Đông 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha, 6. Có 6 điểm, 6 tàu chắc. Bạch Đằng 7:30, 8:30, 10:30, 13 giờ, 17:30, 18 giờ. Và cái tên ga Bình An mang mã số 4, 7:43. Bây giờ của mình là 1:10 ha. 1:10 vậy 13 giờ nó mới vừa chạy rồi. Vậy thì bây giờ đợi Bình An 10 giờ, 13:13. Thanh Đa 13:26. Hiệp Bình Chánh 13:36, Linh Đông không có. Đây là 4 tàu. Ủa, cái này là đang trong thời gian trải nghiệm cho nên là làm sao mà mình đăng ký đi tàu ta? Cho em xin ta. Ủa vậy mình muốn đi mình đăng ký sao? Nếu mà chị muốn đi thì ngày mai thì 6:30 chị lên đây chị ship hàng. Dạ rồi. Thì 6:30 chị lên đây chị ship hàng. Nhưng mà 6:30 thì mình mới mở phòng vé cho nên á. 6 giờ thôi. Dạ thì cũng còn hết vé rồi. Dạ đúng rồi. Chỉ còn 2 chuyến đấy thôi. Dạ đúng rồi. Thì bắt đầu thì ngày mai thì 6 giờ mình đã lên ship hàng cho tới 6:30 thì phòng vé nó sẽ mở cửa, nó phát vé miễn phí cho mình trải nghiệm một ngày của một chuyến. Dạ thì nếu mà mình đi cái chuyến 7:30 á qua tới bển 8:30 thì mình vẫn còn vé để mình trở về. Nếu mà mình qua bển thì cái chuyến 8:30 tới 10:30 thì 9:30 thì qua bển nó không còn đâu. Tại vì trong mỗi bến chỉ có 300 vé thôi. Dạ tùy vào số lượng khách hàng á, nếu mà khách đông thì mình đi lại sớm mình nhận được cái vé, nếu lại trễ đó thì coi như mình xếp hàng để lâu quá thì mình hết vé. Chỉ có 300 vé thôi. Mỗi ngày 6 chuyến đi 6 chuyến về là đúng trọng lượng của nó, cho nên nó là mình không có cho quá tải gì đâu, không có cho dư.
Dạ, thì đúng cái số lượng của nghĩa là nghĩa là một vé mình nhận một vé đi đó là mình có được về không hay là dạ không, hiện giờ thì chỉ trong cái thời gian mà mình hay chưa, mình chỉ là có hỗ trợ một chuyến đi thôi để mình trải nghiệm trải nghiệm miễn phí, nếu mà chị qua bển kịp thời đó là ở bển còn vé mua vé bên đó. Dạ bển cũng phát vé miễn phí cho bên đây luôn cho mình về bên đây. Dạ nếu mà trong cái thời gian mà chị qua bển thì ở bển đông khách quá thì nó cũng hết vé luôn, thì mình cho nên đó là mình phải chịu đi cái chuyến chuyến buýt đường bộ. Dạ nó ở bển sẽ có chuyến xe buýt được cho mình về. Một chuyến thì nó khoảng tới nơi đồng 45 phút từ đây tới đồng 45 phút. Nó có ghé bánh chạm đó luôn. Dạ có, thì nó có ghé là cũng như là từ Bình Đàm mình đi tới Bình An. Vé đi tàu đã bán hết. Trời ơi. Tại nó mới á, cho nên ai cũng muốn đi thử á. Một ngày trải nghiệm 300 vé hả? 6 giờ rưỡi ra. Ủa vậy nó phát tới mấy giờ ta? Ủa thường thường tới mấy giờ là hết anh? Thì nếu mà 6 rưỡi tới mấy giờ? Khách hàng nếu mà khách đông quá à, hết sớm hả? Hết sớm mà nếu mà khách ít quá thì mình xếp hàng lại mình còn kịp. Tại thời gian trong một ngày chỉ có 300 vé thôi. Dạ mang hết anh chị à. Dạ hết rồi, từ sáng giờ hết rồi, lúc 10 giờ rưỡi là đông lắm. Mà tới cái dừa luôn á. Tới cái dừa luôn. Vâng. Tới cái dừa luôn. Rồi mà cái bán vé rồi hả? Dạ. Dạ. Có dạ không có bán, chỉ là cái đó là phát miễn phí một ngày. Rồi cái nữa là 6 tháng 12 năm tiếng không? 6 tháng 12 là bắt đầu hoạt động chính thức bán đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chỉ là 6 chuyến đi 6 chuyến về, chỉ mỗi chuyến là 50 người. Là từ ở bến này 50 người sẽ kết tiếp ở Bình An, nó sẽ rước thêm nữa. Nhưng mà thật sự của nó là 75 người, một chuyến tàu chứa được 75 người. Dạ. Thì tới những cái bến khác nó sẽ rước vô nữa đó. Dạ vậy đó. Nhưng mà sức bến là có 50 người thôi. Vâng. Sức bến thì từ đây thì cô lên tàu thì 50 vé, chỉ là có chuyến 7:30 50 vé. Vậy là mình lấy vé sớm từ 10 giờ luôn hả? Dạ. Lấy vé sớm tới mấy giờ? 6 giờ ở đây là 6:30 đây mở cửa rồi, cho nên mọi người ở đây là 6 giờ họ đã xếp hàng. Dạ xếp hàng cho đợi tới 6 dạ không, thì tới 6:30 thì họ mới mở cửa, ở đây phòng vé mới mở cửa. Cho nên thì trước 6:30 đó thì người ta đã tới đây người ta xếp hàng rồi. Dạ. Tại vì có. Tức là nó bán trước, con muốn đi giờ nào đi hả? Dạ không, thì cái chuyến 6:30 á thì nó sẽ cho cái chuyến 7:30 nó hơi hoạt động và sẽ xuất bến. Dạ thì nếu mà cái mỗi chuyến là 7:30 thì nó sẽ có 45 thì hết 50 vé nó là sẽ triển khai vào 8:30 à, nó sẽ xếp hàng tiếp. Dạ đúng rồi em muốn đi vào hoạt động chính thức rồi đi. À đúng rồi, thì đi hoạt động chính thức mình cứ thoải mái mà mình đi. Có tiền à, thoải mái không có tiền à, bây giờ có bộ mệt quá. Dạ hay cứ như là canh trong cái thời gian này đang thử nghiệm á, là thử nghiệm 10 ngày, nếu mà thành công thì họ sẽ hoạt động vô nhiều tàu hơn nữa, nhiều tàu nhiều bến. Hiện tại vẫn đang thi công bên bến thị trường Thọ, bên Đà Hữu có cũng có triển khai là chưa là bên Đà Hữu á. Bên Đà Hữu không biết hả? Dạ không, thì giờ nó chỉ bắt tàu về tới dạ đó, bên bạn nó làm mấy cái ga nó lại vậy. À ga bên đó hả? Ở bên kênh Đà Hữu á, cái chỗ cái khu bên Bình Đông cũng dám rồi đó. Có đang từ đây thì tới Vĩnh Long thì cái đó là cái bến cuối cùng rồi. Thì tiếp theo nữa là sẽ làm Trường Thọ. Trường Thọ mà đang thi công. Anh ơi bây giờ bên mua vé cũng có luôn hả? Xuống luôn. Vâng. Mua không có bán tại vì phát miễn phí. Buổi sáng. Tại vì hôm nay là phát hết rồi. Bây giờ mua cũng không có hả? Mua cũng không có luôn, tại đúng số lượng khách với lại cái chuyến tàu á. Sao còn vé thì sao chú? Dạ. Dạ chính thức thì 6 tháng 12 không chứ bán. Dạ. 6 tháng 12 thì 15.000 một vé, thì mình hết đi giờ nào thì mình đi, như là thì 7:30 thì tàu nó sẽ khởi hành, thì 6:30 lại đây nó sẽ mở cửa bán rồi. Tại thì cô chú muốn đi giờ nào rảnh giờ làm lên giờ đó mình đi. Thì trong cái thời gian trong đây nó mới in trong đây thôi nha, chứ không phải là mình rảnh 12:30 thì mình lại mình mua cái chuyến 12:30 đi liền 12:30 cũng được, thì đúng 1 giờ thì nó mới thể hành. Mà bây giờ bữa nay mới muốn dạ, đi sao? Dạ không, thì ngày nào mình sử dụng ngày nào. Bữa nay hết rồi cô. Bữa nay dạ, hết rồi hả? Hôm nay hết rồi cô. Tôi đến chiều hết luôn. Vâng. Hồi sáng rất là đông người. Phải đi xe buýt đường bộ đi. Yeah, không cho đi nữa. Đi xong rồi bốt xe buýt bay nữa chắc không nói nữa. Dạ.
Thì này Trang là cái đường xuyến này cho là cái mà con ví dụ mình đi trải nghiệm mình đi suốt từ đây cho đến hết. Hôm nay là hết vé hả chú? Dạ hôm nay là hết vé rồi bác. Hôm nay là mình phát chỉ có 300 vé để cho khách hàng trải nghiệm miễn phí thôi. Tức là một ngày 300 vé là. Dạ dạ đúng rồi, một ngày 300 vé cho nên mình tranh thủ mình đến trước để nhận cái vé miễn phí. Kéo dài bao lâu? Thì kéo dài tới 6 tháng 12 thì mình mới đưa vào hoạt động chính thức, mình bán vé 15.000 một vé. À, dạ. 12. Dạ đúng rồi. Vậy rồi bữa nay đăng ký ngày mai cho không? Dạ không. Vậy là chắc là 10 à. Ticket finish. No more tickets. Vâng, no more tickets. Tomorrow come back. Tomorrow. Yeah. Six and half. Dạ, mình từ đây nè. Mình từ đây. Mình từ chuyến ở dưới đây ở đây Bạch Đằng. First 6:30. Ngày mai mấy giờ lại con? Dạ thì ngày mai thì con ở bên đây thì sẽ là 6:30 mấy giờ? The 11 one sold out. We have that this all sold out. It finished and tomorrow we come back and begin. Yeah. Tickets close. No work. No work. It's free. The ticket free. Free or ticket free? Free for 10 days. Của mình đó là 10 từ day. Đây tới Bình Đông. Thì trong cái những cái bến Bình Đông á là nó sẽ ghé là từ Bạch Đằng rồi cái chuyến tiếp là Bình An. December. Thì cô muốn xuống mình này thì cô xuống. December is it's Thảo Điền. Star and sale. Sale. Việt Nam đồng thì nó on time and it's free. The boat is like a sightseeing tour or from like a bus from Bạch Đằng to Linh Đông Thủ Đức. Dạ đúng rồi. This. Yes, the map. Yeah, the map for this. Tiếng số 1. Because tickets is free, so yeah, it's for 300 ticket and finish today. Thank you. You're welcome. Hôm nay chạy được mấy ngày rồi? Dạ, hôm nay là chính thức chạy được 3 ngày rồi. Hôm nay là do mình cũng không có tìm hiểu kỹ ha. Mình cũng chỉ đọc thông tin trên mạng đơn giản là nó trải nghiệm miễn phí 10 ngày đầu tiên thì đúng là trải nghiệm miễn phí, nhưng mà do một ngày nó chỉ trải nghiệm có 300 vé thôi chứ không có được nhiều, mà số lượng hành khách đăng ký thì rất là đông, cho nên tới giờ nó hết vé từ 10 giờ sáng rồi, từ 6:30 6:30 đứng xếp hàng cho tới 10 giờ là hết vé 300 vé rồi. Cho nên là bây giờ mình tới là 1:20 cho nên nó đã hết trơn rồi. Đã hết trơn và không còn vé nữa. Muốn đi thì phải ngày mai lại xếp hàng lại. Đó là vé phi. Còn nếu như mà mình muốn mua vé, mình đi lúc nào cũng giờ nào miễn đúng theo bây giờ khởi hành của tàu nè. Từ 6:30 là nó có một chuyến nè. Xong rồi 7:00 nó có một chuyến, 9:00 nó có một chuyến, 10:30 nó có một chuyến, 15:00 nó có một chuyến, 16:00 mình canh ngay những cái giờ này và mình vô thì mình mua vé, mình đi lúc nào cũng được hết. Sau ngày 6 tháng 12 thì sẽ chính thức đi vào hoạt động và bán vé ha. Thì tới đó nó thoải mái hơn, còn bây giờ do trải nghiệm miễn phí cho nên là số lượng cũng có hạn, không có nhiều được. Vé tàu đã bán hết, đây là cái phòng vé ha. Đây, biểu tượng Vitico, chuyến tàu, biết xong đây. Kia Vitico, đã vé vào, hai đứng xếp hàng ở đây. Thôi thì mình cứ đi tham quan, hôm nay tới đây rồi thì cứ tham quan ở bên ngoài của bến Bạch Đằng này đi. Rồi buổi sau mình biết muốn trải nghiệm miễn phí thì mình đi sớm, còn không thì mình để 6 tháng 12 mình đi nó sẽ thoải mái hơn ha. Dạ.
giá vé cũng không có nhiều cho nên là thời gian mình chủ động hơn. Còn bây giờ miễn phí cho nên nó bắt buộc là phải như vậy. Đây bản đồ ha, khá là sạch sẽ ha. Đây là cái quán cà phê nè, cà phê cái bán bánh. Thôi mọi người cũng ngồi uống cà phê ngắm sông ha. Mong là sau khi cái chuyến biết xong này trải nghiệm thành công thì nó sẽ khai thác hết tất cả dọc các tuyến sông của mình. Màu đen, dùng tông màu đen, kính đen. Hai vị khách nước ngoài hỏi mình tiếng Anh của mình nó bỏ cách đây chắc cả mười mấy năm không có xài, không có đụng tới, biết cái gì nói cái đấy, gọi là ngôn ngữ ngôn ngữ biết ngôn ngữ gì nữa. Thôi miễn khách hiểu là được rồi. Hôm nay trời mát mẻ ha, tiếc là nó cái những thông tin với thực tế nó khác nhau hoàn toàn, không phải là hoàn toàn nhưng mà nó không có chi tiết nên mình không có nắm rõ. Thì mình đi cẩu xà lan rần kia kìa. Đây quang cảnh của bến Bạch Đằng ha. Cái chữ W nó có ý nghĩa gì? Waiterbird ha. Station Waiterbird. Waiterbird. Nó nghĩa là Waiterbird. Biết xong. Quay cho nó. Rồi, kế hoạch đi biết xong ngày hôm nay đã thất bại. Không trải nghiệm được trên trên con tàu này rồi. Wow. Chỉ có thể đi lòng vòng ở đây một tí nữa thôi rồi chắc phải đi ra thôi. Tại vì cũng không làm được gì nữa. Thông tin mình đã nắm rõ ràng là một ngày 300 vé trải nghiệm tới ngày 6 tháng 12 ha. Tới 6 tháng 12 hoạt động thì lúc đó dễ hơn. Thôi, vậy thì nếu mình không thu xếp được thời gian mình ra xếp hàng, tại vì đâu có biết thì ra rồi phải đi sớm. Mình vào biết xong nó bán gì nè. Cà phê và bánh cookie. Giá bánh trung bình tầm khoảng chắc 30.000 tới 50.000. Chắc mình cũng phải tranh thủ mình đi sớm để mình ra mình xem cái cảnh mọi người xếp hàng ở đi biết xong á, nhà nó rất là đông. Tại vì miễn phí mà. Người dân mình thích cái gì cũng free hết. Free thì cũng phải có cái giá của free là mình phải
canh đi sớm thì mới còn vé. Và bên kia cũng vậy nữa, bên kia phải qua bên sớm mà mình muốn đi còn nhiều, muốn đi muốn hết luôn mấy cái bến này á thì làm sao ta, nó qua sớm phải đi xe buýt về á thôi, để suy nghĩ. Rồi thôi mình đi ra mình đi về đây. Một giờ rưỡi ha. Đi ra đây ngồi đi tí đi. Mới và sạch sẽ. Đá hoa cương. Dù đây xe bên kia. Rồi biết cái bus xong rồi đó. Đây. Mình sẽ quay trở lại để trải nghiệm cái bus xong này và ghi lại những hình ảnh sau ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.